Ngọc Huyền từng bị ghét khi không kết hợp với Kim Tử Long. Khi sang Mỹ định cư, Ngọc Huyền nhiều lần tìm đến bạn diễn thay thế Kim Tử Long nhưng không được khán giả đón nhận. 14 năm kể từ khi sang Mỹ định cư, Ngọc Huyền mới có dịp tái ngộ khán giả Hà Nội. Chính vì vậy, cô được coi như khách mời được mong chờ nhất trong live show Một Thoáng Quê Hương 6 diễn ra tối ngày 11 tháng 11. Nghệ sĩ cải lương khiến khán giả Hà Nội vỡ òa khi xuất hiện và thể hiện liên khúc May Mình Lỡ Xa Nhau, chuyện ba người cùng Dương Ngọc Thái và Dương Hồng Loan. Tiếng hát bolero của Ngọc Huyền làm say lòng khán giả Hà Nội. Nữ nghệ sĩ cải lương hạnh phúc khi nhận những tràng pháo tay không ngớt từ người hâm mộ thủ đô. Trong đêm diễn tối qua, Ngọc Huyền còn làm nức lòng người hâm mộ khi tái ngộ Kim Tử Long trên sân khấu. Cô chia sẻ, đây là lần đầu tiên sau 14 năm Ngọc Huyền được cấp phép trở về Hà Nội. Cảm xúc thật khó tả. Khi định cư ở Mỹ, Ngọc Huyền cũng tìm bạn diễn thay thế anh Kim Tử Long để kết hợp trong những vở cải lương, và ngược lại anh Kim Tử Long ở Việt Nam cũng tìm người khác. Nhưng cả hai đều không được sự ủng hộ của khán giả, thậm chí còn bị ghét vì nhiều người nói họ chỉ thích xem hai chúng tôi diễn cùng nhau. Lần trở về này, Ngọc Huyền không chỉ biểu diễn cùng anh Kim Tử Long mà còn có cả Dương Ngọc Thái, nhân vật chính của live show. Sau đó Ngọc Huyền, Kim Tử Long và Dương Ngọc Thái thể hiện vở cải lương Hồ Quảng, chuyện tình Dương Quý Phi, An Lộc Sơn, được Kim Tử Long viết lời hoàn toàn. Nghệ sĩ hài Hồng Vân cũng là một trong những khách mời của live show Một Tháng Quê Hương 6 tối qua. Cô mang đến nhiều tràng cười không ngớt khi kết hợp với Dương Ngọc Thái trong vở hài kịch Tình Cờ Gặp Nhau. Trong live show thứ 6 của mình, Dương Ngọc Thái cũng thử sức với vở hài kịch Lan và Điệp cùng Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền. Ca sĩ gọi đò hóa thân thành thầy tu và diễn xuất cực kỳ tự tin, chuyên nghiệp cùng đàn anh và đàn chị. Bên cạnh khả năng tấu hài, Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh còn thể hiện khả năng hát bolero khi diễn kịch. Đây là lần đầu tiên cặp đôi nghệ sĩ nhận lời biểu diễn và hát bolero trong live show của một ca sĩ miền Nam. Ca sĩ Ngọc Sơn thể hiện liên khúc Giận Hờn 1, Giận Hờn 2, Hát Nửa Đi Em cùng Dương Ngọc Thái trong live show tối qua. Diễn viên hài nhí Cô Tin cũng tham gia với tư cách là một trong năm người dẫn chuyện của live show Một Thoáng Quê Hương 6. Ngoài ra chương trình còn quy tụ các gương mặt nổi tiếng khác như Đình Văn, Hoàng Y Nhung, Đỗ Duy Nam. Ca sĩ Triệu Ái Vi, vợ Dương Ngọc Thái, cũng lên sân khấu biểu diễn để ủng hộ tinh thần ông xã. Cô đã nghỉ hết nhiều năm để tập trung vun vén gia đình nhỏ và làm hậu phương cho ông xã theo đuổi đam mê. Ngoài các tiết mục kết hợp với khách mời, Dương Ngọc Thái còn solo khoảng 20 ca khúc gắn với tên tuổi của anh như Tình Đầu Tình Cuối, Trái Tim Ngục Tù, Gọi Đò, Đắp Mộ Cuộc Tình. Hồ Ngọc Hà mặc đầm bó khoe đường cong trong live show Kiều Minh Tuấn. Nữ ca sĩ trông rất quyến rũ khi xuất hiện trong chương trình riêng của Kiều Minh Tuấn tối ngày 11 tháng 11. Sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà trong live show Kiều Minh Tuấn tối 11 tháng 11 được xem là một trong những điểm nhấn. Nữ ca sĩ mặc bộ đầm do nhà thiết kế Anh Thư thực hiện, bộ trang phục bó sát giúp Hà Hồ khoe trọn đường cong quyến rũ trên sân khấu. Hồ Ngọc Hà thể hiện ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ, cô hát khắc khoải đầy cảm xúc, giọng ca của nữ ca sĩ ngày càng có nội lực. Hồ Ngọc Hà thường được các đồng nghiệp mời tham gia với tư cách khách mời trong các live show quan trọng của sự nghiệp. Nữ ca sĩ có mối quan hệ khá tốt với Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, trong khi phía Cát Phượng ngỏ lời mời, cô lập tức nhận lời. Tham gia chương trình còn có ca sĩ Phương Thanh, chị Chanh khuấy động không khí với một ca khúc quen thuộc. Phương Thanh là bạn thân của Cát Phượng hơn 20 năm nay, vì vậy chị hết lòng ủng hộ live show của Kiều Minh Tuấn. Phương Thanh hội ngộ nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính, thần tượng một thời của chị trên sân khấu. Những lần gợi cảm quá đà không muốn nhìn lại của mỹ nhân Việt qua màn ảnh. Nhiều mỹ nhân đã khá can đảm khi hóa thân vào những nhân vật có các cảnh quay khá nóng bỏng. Cống hiến cho nghệ thuật là điều mà các nghệ sĩ luôn cố gắng nỗ lực trong sự nghiệp của mình. Đối với các diễn viên, họ luôn cố gắng hóa thân vào nhiều vai diễn, thử sức với nhiều thử thách mới. Và việc đóng cảnh nóng, cảnh khoe thân không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với những diễn viên nữ. Vừa qua, phim truyền hình Thương Nhớ Ai đã có những cảnh lộ nhũ hoa của diễn viên qua lớp áo mỏng được xuất hiện dày đặc. Nhiều khán giả bức xúc khi tự hỏi phim truyền hình giờ đây có cần phải câu view bằng những hình ảnh như thế này không? Angela Phương Trinh vốn là một diễn viên sở hữu thân hình bốc lửa bên những cảnh quay khi đang tắm, là một trong những thước phim chẳng xa lạ gì với cô. Đặc biệt hơn, cô nhận lời quay phim Biết Chết Liền vào năm 2012.
khi chỉ vừa tròn 17 tuổi cùng những cảnh quay nóng bỏng, đã khiến khán giả phải phát ngượng. Với góc quay từng đằng sau lưng đủ để làm nổi bật lên đường cong quyến rũ của làn da trắng nõn nà của nữ diễn viên, bà mẹ nhí khá táo bạo khi khoe da thịt mà chẳng cần đến nội y. Hoàng Oanh được biết đến là một trong những nữ diễn viên có vòng một khủng. Điều này đã làm cho bộ phim 7 cấp 3 từng được công chúng quan tâm nhiều hơn. Vì những hình ảnh nóng bỏng có phần nhạy cảm này đã khiến bộ phim 7 cấp 3 bị cấm chiếu. Bộ váy ngủ trong suốt để lộ nội y của diễn viên Vân Trang trong một cảnh quay khá nóng mắt và cũng kém tinh tế. Trước đó, cô còn khoe vòng một nóng bỏng trong một cảnh quay của bộ phim Scandal. Trong bộ phim Giao lộ định mệnh, người đẹp Vũ Thu Phương có dịp được khoe thân hình chuẩn qua nhiều trang phục, trong đó là những bộ váy ngủ 2 dây với vòng một căng mọng. Cảnh quay trong phòng tắm và khỏa thân hết phần trên của Andrew từng đốt cháy ánh nhìn của bao người. Khải Như lên tiếng trấn an fan sau khi bị bỏng nặng vì tai nạn lúc tập kịch. Khải Như đã gặp sự cố khi cô luyện tập cho đêm live show của nam diễn viên Kiều Minh Tuấn. Hai ngày qua, khán giả và fan của nữ diễn viên Khải Như đã đứng ngồi không yên vì thông tin cô bị bỏng nặng ở mặt. Được biết Khải Như là một khách mời trong live show của Kiều Minh Tuấn và trong phần thể hiện nhân vật của cô đã có phân cảnh nữ diễn viên phun lửa. Trong lúc tổng dợt thì chẳng may cô đã bị bỏng phần mặt và phải đi cấp cứu ngay lập tức. Một người bạn khá thân của Khải Như đã thông báo tình hình của cô đến với mọi người. Vì vết thương này khá nguy hiểm nên Khải Như buộc phải vắng mặt trong đêm diễn của đồng nghiệp vừa được tổ chức vào tối ngày 11 tháng 11. Sau nhiều giờ đồng hồ tắt điện thoại và không liên lạc với ai, thì mới đây Khải Như chính thức chia sẻ về tai nạn vừa qua của mình để các fan bớt lo lắng về thần tượng. Cụ thể cô viết: "Thương chào cả nhà, sau hơn vài chục tiếng trôi qua, hiện nay Mèo, nickname của Khải Như đã tạm ổn. Bác sĩ cho về nhà theo dõi vết thương tại nhà. Tình trạng không nguy hiểm tính mạng, chỉ là tâm lý mình chưa ổn định, do còn hoảng, nhắm mắt vẫn thấy lửa và mũi vẫn còn nhớ mùi xăng. Nhưng không sao, đã đỡ hơn và việc bây giờ là điều trị vết thương và mong giữ tốt để không có sẹo là thành công. Lý do, mình chỉ muốn làm cái gì đó thật tốt, thật lạ trong đêm diễn, nhưng mình đã không liệu trước tình hình. Em được kể trong lúc ngất hoảng loạn, chị Nam Thư và em Diệu Nhi đã ôm chặt và trấn an Mèo thật nhiều. Mình thực sự xúc động lắm. Các anh chị Diệp Tiên, chị Cát, anh Tuấn, chị Giang, anh Dũng và mọi người có mặt ở đó ai cũng thương và hoảng loạn. Đang chạy chương trình mọi người ai cũng lo lắng cho em cảm ơn thật nhiều." Vắng mặt ở phút chót trong live show nên Khải Như khá buồn, cô cũng gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp. "Chân thành xin lỗi anh Kiều Minh Tuấn và chị Đỗ Cát Phượng vì đã làm ảnh hưởng đến anh chị và em thật mừng khi đêm diễn đã suôn sẻ thành công. Chúc mừng anh chị, mong anh chị đừng buồn em." Đồng thời, trong 20 ngày tới, Khải Như buộc lòng phải hủy tất cả show diễn, lịch quay, các game show để chữa trị vết thương theo yêu cầu của bác sĩ. Sau khi lấy được bình tĩnh, Khải Như đã gửi lời xin lỗi đến các anh chị đồng nghiệp vì đã làm cho họ lo lắng. Tuy nhiên, cô vô cùng cảm kích, thậm chí đã khóc rất nhiều khi biết được tình cảm mọi người dành cho cô. Nữ diễn viên cũng nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến fan và hứa hẹn sẽ mong chóng quay trở lại sân khấu. Lộ lý do Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không công khai tình cảm dù đã chính thức yêu nhau. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã tiết lộ lý do chỉ yêu thầm mà không công khai quan hệ tình cảm. Mối quan hệ tình cảm giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đến nay vẫn còn là ẩn số đối với khán giả. Cặp đôi vẫn không ngừng thả thính trên mạng xã hội. Nhiều hình ảnh hẹn hò xuất hiện chung tại một địa điểm được nhiều người khui ra cùng hàng loạt đồn đoán, song cả hai đều chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Nếu mỗi câu chuyện tình yêu là một cuốn phim, thì Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chắc chắn là một bộ phim dài, đầy rẫy những tình tiết drama khó hiểu. Mỗi ngày, hai diễn viên đều thích đưa người xem lên đến những tình tiết mới, bằng một cái check-in cùng địa điểm, mang giày đôi hoặc thả thính công khai trên Facebook. Nhưng họ vẫn cứ không công nhận yêu nhau, cứ lấp lửng với cả thế giới kiểu chúng tôi yêu nhau này. Nhưng không nói đâu, hi hi các bạn cứ đoán mò đi nhé, dù có khi trúng phốc rồi. Cũng mới đây, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ về quan điểm trong tình yêu của mình. Nữ hoàng giải trí cho biết, cô không thông báo chuyện tình yêu vì nó chỉ đang ở giai đoạn yêu, mà yêu thì ai biết trước được chuyện gì. Cô cho rằng, ai cũng muốn được trọn vẹn, nhưng nếu không được thì ta lại tiếp tục kiếm tìm. Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ thêm,
còn anh chồng cũ là vì dù sao cũng có một giọt máu cùng nhau để thể hiện trách nhiệm và sự gắn kết là điều phải song hành. Ai cũng có những sự lựa chọn cho riêng mình, ai hạnh phúc thì chúc mừng, mà ai đang tìm kiếm thì kệ đi. Tìm kiếm và chinh phục cũng là cảm xúc cực thích. Nào những người đang yên thân, đừng nói là suy nghĩ của bạn đi lạc vài giây nhé. Ai chả thích những thứ mình chưa có đúng không? Nên là cái gì cũng có cái hay của nó. Trước đó hai người cùng đi Thái, Pháp, Thụy Điển, vô tư bên nhau, mặc kệ những sự tò mò, thậm chí một câu nói chống chế kiểu chúng tôi đi quay MV mới cùng nhau. Hà cũng không buồn nói, cứ im lặng và để người ta sốt ruột. Tuy nhiên trước đó cô từng khẳng định rằng không có chuyện tôi và Kim Lý về chung nhà. Thiết nghĩ nếu muốn giấu thì Kim Lý nên kéo tay áo lên rồi hẳn nắm cho nó bí mật. Được biết, nghi vấn Hồ Ngọc Hà và Kim Lý hẹn hò rộ lên từ sau khi nam diễn viên cấp Thụy Điển tham gia diễn xuất trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ của Hồ Ngọc Hà. Nghi vấn càng trở nên có cơ sở khi cư dân mạng liên tục phát hiện thấy cả hai thường xuyên check-in tại cùng một địa điểm, đi du lịch cùng nhau, diện đồ đôi, hôn nhau ở sân bay hay liên tục thả thính và để lại những bình luận ngọt ngào trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 cũng được nhận xét là rạng ngời hơn kể từ khi dính tin đồn tình cảm với Kim Lý. Tuy cả hai chưa lên tiếng xác nhận, nhưng cái cách họ bênh vực nhau, dành tình cảm cho nhau, quan tâm tới nhau trên mạng xã hội hay ngoài đời thật là đủ để fan đong đếm tình cảm của hai người. Tuy chưa thừa nhận chuyện yêu Hồ Ngọc Hà trên mặt báo, nhưng với những gì Kim Lý thường thể hiện trên trang cá nhân, người hâm mộ đều biết anh đang có một tình yêu đẹp và say đắm. Cũng giống Hồ Ngọc Hà, chưa từng thừa nhận chuyện yêu cô trên mặt báo, nhưng với những gì Kim Lý thường thể hiện trên trang cá nhân, người hâm mộ đều biết anh đang yêu.